là gym phục vụ cuộc sống. Trên da do thanh đòn gây ra, ửng đỏ, dày xước, vỡ mạch máu dưới da do áp lực tạ nặng, hay tư thế tập mất tự tin, thiếu vững chắc khiến thanh đòn trơn trượt, gây nên những tai nạn tập luyện không đáng có. Tất cả đều khiến bạn lo lắng. Hãy thử dùng ngay sản phẩm 3 PES. Sản xuất tại Pakistan, nơi được mệnh danh là cái nôi ngành đồ thể thao, nhập khẩu và phân phối bởi Thể hình Online, thương hiệu uy tín trong lĩnh vực thể hình Việt Nam. 3 PES đảm bảo chất lượng, an toàn tuyệt đối. Được làm từ chất liệu cao cấp, miếng đệm mềm mại bên trong, vải bọc dày dặn bên ngoài, bền chắc, tạo độ ma sát cao, không gây trơn trượt thanh đòn. 3 PES có tác dụng bảo vệ cổ gáy, không gây chấn thương, giữ thăng bằng tư thế khi tập luyện. Với thiết kế vững chắc, độ dài 40cm dài hơn vai một chút, rất phù hợp với tất cả thanh đòn. Miếng dán trải dài trên thân 3 PES, đóng mở thật tiện lợi, điều chỉnh độ chặt dễ dàng. Logo Thể hình Online đẳng cấp nằm ngay chính giữa thân 3 PES, càng làm gia tăng giá trị của sản phẩm, giúp bạn tự tin hơn, đẳng cấp hơn và phấn khích hơn khi squat. Kể từ nay với 3 PES, không sợ đau, không sợ thanh đòn trượt lắc. Thật đơn giản, chỉ cần gọi tới tổng đài bán hàng 1900 2050 hay hotline hỗ trợ 0934111640 để được tư vấn tốt nhất và giao hàng tận nhà. Có 3 PES, sợ gì không squat. Để xem các video của chúng tôi một cách đầy đủ và nhanh chóng nhất, vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký trên kênh YouTube của chúng tôi tại địa chỉ www.youtube.com/thehinhonline. Các mạng xã hội khác của chúng tôi sẽ được đăng tải chậm hơn. Tất cả các video của chúng tôi đều được đăng tải dưới dạng chuẩn Full HD 1080p, do đó các bạn có thể tận hưởng chất lượng hình ảnh trên những thiết bị TV màn ảnh lớn. Để xem đầy đủ các bài viết về kiến thức thể hình một cách hệ thống và chuyên nghiệp nhất, các bạn vui lòng truy cập website www.thehinhonline.com.vn và bạn cũng có thể đặt câu hỏi gửi về chương trình bằng cách đăng ký làm thành viên của website này. Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn một cách đầy đủ và chính xác nhất qua các lần lên sóng đều đặn. Xin thân ái chào các bạn.